Em xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì mình xin làm một cái video, đó là đi quăng đất để tiếp tục ở cái công trình hôm trước là mình đi dọn cỏ đấy các bác. Thì bây giờ đã đến cái công đoạn đó là mình đắp đồi anh em nhé. Quăng một cái quả đồi lên cái chỗ này, nó rơi vào khoảng độ cao lên khoảng 3 mét, gần 3 mét đấy các bác. Nhưng mà cái công trình này thì ở phía dưới này là sau này người ta làm một cái ngôi nhà, một cái nền nhà ở phía dưới này, nó còn nâng lên 75 phân nữa. Thì nó bằng tầm bằng cái nó bằng bằng cái nền này này. Đấy, nó bằng cái nền này. Đấy, nó rơi vào khoảng độ bằng cái nền này. Cho nên là cái đỉnh đồi của mình nhìn từ cái góc dưới này lên thì nó rất là cao. Đấy. Thế này, nhìn từ đây lên thì nó rất là cao, nhưng thực tế ra thì là lúc mình nâng cái ngôi nhà này lên, cái nền nhà này lên nữa ấy, thì nó là vừa anh em nhá. Bây giờ mình đang quăng về để cho cái lượng đất nó sẽ có đủ để nó cho nó có ngọn lên. Cái máy xanh thì nó ra phía ngoài kia, nó xúc ở ngoài kia các bác nhá, cộng với cái ô tô kia nữa. Cái này thì cứ xúc cái phần đất màu này đi chết, còn cái đất đỏ thì đất củ của nó thì mình sẽ không động đến anh em nhá. Đất củ của nó xe ô tô ấy, đi lại là sau này nó sẽ rất là cứng, nó mới đi lại được. Với lại cái đất màu này thì mình mang lên dòng cây thì nó hợp lý hơn. Cây đào cái bên này để lát nữa cái xe nó sẽ lùi kịch vào đây anh em nhá, lùi kịch vào đây để mình quăng vào cái phía bên trong này. Bây giờ thời tiết nó râm râm rồi thì mình mới quay được cái góc quay rộng này. Chứ lúc trước thì nó nắng thì mình hay quay ở cái góc camera GoPro đó. Cái góc này nó là góc 360 chứ các bác nhá, 360 độ. Đấy, nó có thể quay vòng tròn, quay cả đằng trước, quay cả đằng sau, tức là quay tứ phía được. Kể cả cái bàn chân của mình ở dưới này nó cũng thấy này anh em. Nếu mà xem những cái nó giới thiệu về cái camera 360 là anh em sẽ hình dung ra. Đấy, cái xe kia nó đang về rồi các bác nhá. Cái xích vỉ nó sắp tụt. Làm một cái bệ cho nó cân đối một chút. Xe nó về nó đỗ đúng vào cái chỗ này thì mình cho thêm một ít ở đỉnh năng lên. Cái đất này nó cũng khá là dính, nên mình sẽ cào cào bớt cho nó ít. Thùng này thì nó cũng hơi bị lõm. Đất. Đấy, xe nó ra rồi thì mình sẽ tiếp tục xúc lên thôi. Cái này thì mình cứ quăng vào sát mép ấy. Cái bờ rào trắng trắng kia thì sẽ không để sát vào nó anh em nhá. Bởi vì là cái đó người ta chỉ xây cái tường gạch bi và gạch nghiêng thôi, cho nên là nó rất là yếu, nó không khỏe như kiểu người ta xây gạch đỏ mà xây tường 10 đó. Cái xây tường 10 gạch đỏ nó còn tốt hơn nữa nhỉ. Đất này nếu như mà nó là đất đỏ thì có thể là làm đường cho xe lên được, nhưng mà nó là đất màu như thế này, cái độ ẩm của nó rất là lớn. Cái xe nó chỉ đi được 1-2 chuyến rồi là cái lượng nước của nó được ẩm nó sẽ tan ra. Nó gọi là như kiểu cái lốp xe nó bị ẩm đấy các bác, nó không đi được, nó lún. Nhưng mà cái lớp đất ở phía dưới đất củ kia thì lại đi thoải mái luôn, càng đi nó càng chắc. Đây thì mình cứ xúc vào thôi, vào để thành một cái lỗ vào đây để đến lúc xe kia nó lại về nó đổ vào. Cái này hôm nay nếu mà có em Phú về đây thì em xúc cái này thì là rất là hợp lý luôn anh. Nhưng mà em Phú thì hiện tại bây giờ em mới đang về quê. Đấy, ngày mai thì em mới lên. Hôm qua thì bảo là hôm nay lên nhưng mà hôm nay vẫn chưa thấy đâu thì chắc là mai mới lên được. Hoặc là đi từ nhà lên thì còn nghỉ ở trên chỗ nhà bố vợ của em Phú ấy, là một chắc nghỉ một ngày.
Hiện tại bây giờ cái mặt trời nó đã dâm mát đi rồi thì làm cái gì nó cũng sẽ dễ anh em nhá, nó mát mẻ thôi. Chứ còn như kiểu lúc trước thì nóng nóng quá. Lúc trước người ta đào ao thì không biết là máy nào đào. Anh Sơn không nhận được cái công trình này. Anh Sơn mà nhận được cái công trình này thì mình chắc chắn là sẽ có làm ở đây, nhưng mà anh Sơn lại không nhận được. Tí nữa cái xe nó về thì nó vào cái chỗ mình đang xúc đây. Còn lúc nào nó đổ xong mình xúc hết thì mình lại xúc ra cái mép bên ngoài kia. Đấy, mình xúc ra cái mép này. Không có xe thì mình cứ xúc bấm ra đây để lát nữa mình đứng ra kia mình với nó dễ. Đặc biệt là ở cái công trường này thì làm nó nắng từ sáng đến tối luôn anh em. Thì mình cho lên cái đỉnh đồi nhá. Cho lên đỉnh đồi rồi. Chung là một gò đất của mình thả lên thì mình thấy là nó chả thấm ở đâu được anh em ạ. Mấy cái lớp đỏ đỏ dưới kia này là cái những cái lớp gọi là đất củ đấy. Làm chút. Nó hơi chéo ra. Làm cái bề máy nó bằng bằng một chút thì mình làm nó rất là nhàn luôn. Đứng thì nó cân bằng và nó không bị bập bênh rồi thì là nó không nghiêng. Cái mặt bằng nó cũng dễ. Lúc trước mình cũng làm rất là nhiều các cái video mà liên quan đến về mặt bằng ấy các bác. Thì các bác cứ cố gắng cho mình là làm được cái bề máy của mình nó bằng thì anh em làm mặt bằng nó sẽ rất là nhanh và nó rất là bằng luôn. Anh em không phải sửa nhiều đâu. Bởi vì là ví dụ như cái gầu của mình kia là bốn cái răng nó chạm đất là nó cân bằng với nhau thì mình làm thì làm gì nó vênh được phải không anh em? Ví dụ cái bệ máy của mình nó nghiêng một răng của nó bị lệch nó sâu hơn thì khi mà mình cào cái đất ở phía dưới này thì chắc chắn cái bên sâu kia nó sẽ cái răng dài nó bị ấy kia là nó sẽ xuống sâu hơn rồi. Cái quả đồi này nó sẽ có cái chân lươn 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 ra đến cái góc đằng kia anh em nhé. Nhưng mà càng ra thì nó càng thấp đi thôi. Cái đất kia thì nó không lún nên là đi lại thoải mái luôn. Để vào sát mép luôn. Này thì vào sát quá thì cái đít xe nó sẽ bị chạm vào đất. Tiến ra thì bắt đầu là đất nó mới rơi xuống được. Chúi lùi lại một cái để cho đất nó rơi xuống. Anh nhận thấy không? Cái đất đổ vào đây nó được có một tí. Này thì còn một tí là lại hết không? Cho lên trên đỉnh đồi này đi. Đấy, cho lên đây.
này. Cái cỏ đồi của mình bắt đầu đất là nó cũng có dần rồi. Lát nữa thì mình xe những xe đất sau thì mình sẽ lắp bệ ở phía bên ngoài. Gần như là hết của cái lượng đất trở về rồi, vài gầu nữa là ok. Ngoài kia vẫn tiếp tục có các cái xe của chú kia, chú ấy về chú ấy xin cái đất màu của anh em nhé. Quay cái máy ra bên ngoài này để ra nó mình chuyển bệ, múc cái này để chuyển bệ anh em nhé. Những cái camera cái đồ điện tử mà quay vào cái thời tiết này thì em nói thật với các bác là nóng sờ vào mình còn thấy nó nóng luôn. Ok. Đấy, xe nó đang về đi cơ. Cho xe nó đủ anh em nhá. Tan thành cái bệ để cho nó đứng như cho nó được cân bằng. Bởi vì mình xúc ở đây có khi đến hàng 5-7 xe nữa mình cũng phải tiến. Này lên mình chắc phải khoảng 4 xe nữa thì mới ra nó mới đầy đủ được mình chuyển bệ. Người ta xin đất màu, bây giờ người ta mới xúc xong rồi nhé. Ồ, cái camera của mình nó bị nóng quá rồi.
nó bị tắt máy rồi các bác ạ. À, thôi khả năng cái video này nó cũng khá là dài rồi thì mình cũng xin làm một cái video ngắn như vậy chia sẻ mọi người. Công trình này thì đến ngày mai mình sẽ tiếp tục lại làm tiếp anh em nhé. Đó, cho nên là mình còn làm các cái video sau nữa. Thì hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác ở bên dưới video này nhé. Ok, xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nó lên đây.